Đây đây ông vào đây. Ông cứ víu đây, thế được rồi con đóng cái này để víu vào. Ông cứ men đây. Men men. Đấy, ông đi ông bà đi nhận phần thưởng. Đây. Đây ngồi vào ông ngồi trong này. Bà vào trước đi. Tí nữa cho mẹ mày quay cái để hôm nào anh làm cái video làm kỷ niệm. Cương đâu ra quay. Ra nhận coi. Coi. À, hôm nay là người cao tuổi tặng ông bà cái đồng hồ để khích lệ tinh thần, khích lệ tinh thần cho đau đau thì có thuốc chữa đau như ông bảo. Con có thuốc đau và có cái bôi đấy. Cái thuốc đau vẫn chưa uống đâu, lúc nào đau ăn cơm xong uống. Ông bảo cái là con cho uống thuốc uống hết đau ai? Hả? Cho nhưng mà phải ăn cơm. Tối. Bây giờ thuốc đấy là không uống, ông không phải uống Cosin đâu, nó cho thuốc kia rồi. Đau ông cứ bảo là ok. Trong này rồi. Đường chưa? Đây này. Đây đường đi này. Đây chạy đây xuống Việt Yên rồi chạy lên Thái Nguyên. Được. Chị. Chụp xong rồi. Không tự nhận miễn phí đây. Phải có cảm ơn với chồng. Chụp ảnh miễn phí ạ chị? À các cụ được miễn phí. Dịch vụ nhiều ấy. Kia đang chụp. Cái bà kéo cái ống quần xuống. Kéo cái ống quần chân ông xuống. Đóng cánh cửa. Anh bà đóng cánh cửa ô tô của con ấy. Đấy đấy mà. Anh Nghĩa bấm khóa vào anh Nghĩa. Bấm khóa vào đã. Khóa ô tô. Chú mang giấy ra chú. Này cũng phải. Đấy chú vào đây ngay, đây là ông nhận nhá. Ông nhận hôm nay cũng đi nhận là hội người cao tuổi ấy. Khóa rồi. Rồi. Cái chỗ này mặt đỏ này. Ôi, nghe chụp ảnh đâu. Đây là bà Liên nhá. Bà Liên thôn Đồng Trống đây mọi người này. Bà hơi xinh gái. Đúng rồi. Được. Lộp giấy. Không phải lộp giấy vào anh Nghĩa, là lộp giấy. Bà đâu. Ui, chụp ảnh này là các cụ được chụp miễn phí hay thế nào? À đấy à? Lâu lắm này không ra. Thế sợ chú bận. Chưa thăm một đèn chú nhá. Một đèn ác lắm. Đấy, ông nhận này. Nếu ông nhận bò của Trang thế nào? Hả? Mình nhìn không phong độ lần trèo cây gheo ghép ở. Bây giờ không trèo. Không trèo nữa.
giấy thư mời. Không vừa rồi giờ đang chỉ cái thư chưa xem mấy băng. Chắc tí nữa ông bà chủ chị chủ không? Vừa rồi đây. Vừa rồi chưa mà một chị ơi, phải nộp giấy nào? Không, nộp lên chung. Thế nộp vào chung, anh nộp xong. Mỗi người gần tuổi hả? Đây, chụp từng người một à? Cặp đôi. Thế là còn áo không thợ. Toàn cặp đôi chụp. Không mình có chụp không? Này thì xa xa quá. Xa quá, anh không biết gần đây thôi. Trời ơi, đi đợt nó đi làm gì đây này. Làm nhà mới rồi, làm cho ông chơi, ta làm được chơi coi. Làm nhà mới chơi. Nào người ta nắm nhận. Bây giờ không? Hả? Bóng có sửa chưa? Ngày nào nó lặng. Bóng sửa chưa? Cái dế hết rồi. Thay đổi rồi. Mà có con đèn rồi, hôm nào gọi vào sửa nó mới ác rồi đấy. Chị chụp xong rồi. Và anh nghĩ ơi, hay là cho chụp ảnh chân dung rồi à? Người ta chụp miễn phí sao ấy? Nó hỏi làm hình như là làm không to hay bao nhiêu? Anh ra hỏi đi. Anh ra hỏi cái chị kia rồi. Và ra hỏi cái chị kia hình như là người ta chụp ảnh chân dung, người ta phóng to miễn phí. Tí nữa chụp. Thì cho bà chụp trước đi. Hả? Xong rồi. Toàn các ông các bà trẻ đấy chứ. Chụp người ta phóng ảnh. Ưu tiên cho ông ngồi luôn. Ngồi luôn tại chỗ. Alo. Ba bọc khẩu trang và cứ đứng im khác được chụp được ảnh. Ảnh này ở đâu về đây? Cuộc sống là mang theo là nào luôn nhá. Thôi, thế đây nào ông bà nhà mình đã. Vâng. Chị bảo kê khai cho em được không? Đâu kê khai vào giấy nào? À, chụp xong là phóng ảnh là mất tiền đúng không? Hả chị? Ừ rồi, ai đăng ký làm thì làm đúng không? Cái này là cái gì đấy? Quay cho lưu tư liệu, liệu à? Ừ. Cái màn mình tên là gì hả chú? Nguyễn Quang Vạn. Cái gì ạ? Nguyễn Quang Vạn. Nguyễn Quang Đại ạ? Nguyễn Quang Vạn. Quang Vạn ạ? Vạn. Rồi. 1994 đã quay lên kia chào ở hoai trung ương hội người ta tuổi thần thông báo ở hoai là vì hôm nay là cửa nó vừa bộn quá. Này nó không trịnh trọng thế nào vậy? Bây giờ mình kê cái bàn nó gọn vào xong là mình tổ chức là trao cho những cái cụ mà có cả ông cả bà đây. Không.
ông ngồi ngoài kia. Ông chị ơi, mấy cô lấy em một sang cũng gấp cũng quần lắm. Thì cứ sang cũng gấp trước đi. Đấy là chụp được dạ. Chị ơi, ta chụp ảnh ngơ. Của hội người cao tuổi hay là của bên mình? Cái này là của hội bên nội người cao tuổi chứ. Thế chị có muốn hỏi gì chờ bác Triều trưởng ấy chị? Không phải con này đấy. Bác Triều trưởng ơi, con nhờ tí nào. Ông Chín đâu? Ông Chín đâu? Bà vợ chồng ông Chín đấy. Rất là nguy hiểm luôn, chứ không phải gì mà các cụ này lấp cấm. Mệt lắm. Chắc đang bắn cái sân thương. Đây con hỏi các cụ uống đây đi. Cụ hai cụ này làm ăn ác lắm. Đùa. Không, nhìn dâu này mới thể hiện là ông là cụ. Còn nếu cạo dâu đi thì gọi bằng chú, không phải ông cụ. Ơ lại như này nữa à. Chị có phong ảnh này không? Đẹp nhỉ. Ép cho hai cụ não này đẹp thế. Não ấy. Đấy. Thế kia mà để cái dâu gì không mà. Đó con tạo cái dâu cho mày đúng không? Đấy. Chúng nào đẹp thì không, không mà không làm cho. Đây kia mà người mình mà. Đẹp nó cho lúc... Nên em à? Nên em bảo có muốn phong ảnh như thế này không? Thôi. Có muốn phong ảnh không? Phong ảnh này đẹp lắm. Không phong ảnh như thôi. Ba đây. Mà vâng. Đây ba ơi. Thế vào bảo ba. Em không mang tiền ở đây. Đóng bao nhiêu bác? Vâng. 22 còn 23 thì mỗi người 40.000. Thế là vào 88.000 đúng không? Vâng. 80.000 mới đến. Chưa, không mang tiền đi. Ông là gì mà dùng tài khoản? À gọi là hội viên song toàn đấy bảo. Hội viên song toàn. Hội viên song toàn. Thế bà ôm cái đồng hồ quay đi. Anh mở ra đi. Vừa em chưa được mở ra. À, đẹp đấy. Ô mà đúng rồi. Đồng hồ. 81 năm ngày thành lập. Hả? Hội. Cái đồng hồ gọi là kỷ niệm thôi. Nó không đáng bao nhiêu. Béo to rồi ông nhỉ. Để ông vào chứ. Bà đi đằng kia. Bà sang bên kia. Ông đi đưa ông vào đi. Đưa em về đi. Rồi cảm ơn anh nhá. Chân bà. Tôi tạm biệt tất cả. Vâng. Ông bà về nhá. Lê mẹ anh cụ. Lê mẹ cụ. Hôm nay chị chưa nhìn hết mặt anh em.